hiếu phan vlog gửi lời chào thân yêu và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước à rất vui được gặp lại tất cả mọi người ở cái video hôm nay thì uh, trong cái video này uh, hiếu xin chia sẻ về uh, thiền am nha quý vị để hòa chung với cái không khí của ngày hôm qua trên kênh năm chú tiểu thì hiếu mới vừa cập nhật thôi chứ thật sự là cái video clip mà cái tin vui uh, của thiền am trong ngày hôm qua đó là có tổ chức một cái bữa tiệc sinh nhật cho hai bé đó là bé phúc tâm và bé đức tâm thì hôm nay hiếu muốn chia sẻ cái video này à, nói về hai bài thơ mà thầy ông nội đã viết tặng cho hai bé thưa quý vị nhân cái ngày sinh nhật thì để hòa chung cái không khí vui tươi của ngày sinh nhật à, của hai bé đức tâm và phúc tâm thì chúng ta cùng gửi cho hai bé một cái lời chúc thì đối với hiếu thì xin chúc cho bé phúc tâm và bé phúc tâm có thêm một tuổi mới À, có nhiều niềm vui à, mau ăn trống lớn lúc nào cũng ngoan hiền ngoan ngoãn và chăm chỉ coi như là học hành cũng như là nghe lời à, các thầy đặc biệt là thầy ông nội chỉ dạy khi mà à, càng ngày các bé càng lớn và nhận thức được những cái uh, việc gì đúng những cái việc gì sai để mà sau này trở thành một cái con người tốt có ích cho xã hội giúp được người giúp được đời và đặc biệt là giúp cho đất nước phát triển ở trong tương lai nếu mà các bé có một cái trình độ nhất định khi mà lớn lên thì sẽ có ích rất là nhiều đúng không ạ à? thì hòa chung với không khí đó thì ngày hôm qua quý vị cũng đã xem ở trên kênh 5 chú Tiểu thì đầy đủ các thành viên ở Thiền Am đã có mặt cũng như là gửi những cái lời chúc của mình đến cho hai bé. Cái điều đặc biệt ở đây Hiếu muốn nói là thầy ông nội năm nay đã 90 ngoài 90 tuổi. Theo những gì mà tuổi của thầy ông nội thì Hiếu được biết là đã là 91. Sang năm Tân Sửu này thưa quý vị thì thầy ông nội 91 tuổi, một cái tuổi mà rất là nhiều người mong muốn mà không được đúng không ạ? À? Như quý vị cũng đã biết cái thời gian vừa qua cái sự mất mát và cái sự ra đi của các ca sĩ cũng như là những người khác ở ngoài xã hội đó quý vị. Cái tuổi đời rất là là trẻ đúng không ạ? À? Chỉ là hướng dương, hướng dương thôi chứ không được hưởng thọ. Nhưng ở đây thì ông nội với cái tuổi là 91. Nó là quá thọ nhưng mà thầy ông nội rất là minh mẫn và đã viết ra hai cái bài thơ rất là hay, một bài là tặng cho bé Phúc Tâm và một bài là tặng cho bé Đức Tâm. Thì uh, trong cái bài thơ này uh, những cái câu từ đều thể hiện rất là là đẹp đời đẹp đạo thưa vị để mà chúc mừng cho hai bé. Thì uh, sau đây Hiếu xin chia sẻ cái bài thơ này đến cho quý vị khán giả chúng ta được biết là thầy ông nội chúc hai bé như thế nào và à, những cái lời chúc ở trong bài thơ này nó mang những cái ý nghĩa gì đến với chúng ta và đặc biệt là đến với bé Phúc Tâm và bé Đức Tâm nha quý vị. Thì bài thơ trước tiên là hiếu xin chia sẻ bài thơ của bé Phúc Tâm. Có nội dung như sau. Chúc mừng sinh nhật Phúc Tâm Chúc con rạng rỡ như trăng giữa trời Chúc con tiến bộ hơn người Chúc con luôn nở nụ cười đẹp xinh Chúc con đậm nghĩa đậm tình Chúc con khôn lớn biết mình từ đâu Chúc con nhân nghĩa làm đầu Chúc con từ ái một màu sáng tươi Chúc con trí dũng ngút trời Chúc con mãi mãi một đời nghĩa nhân Chúc con lối sống tinh thần Chúc con tâm thức vạn lần thanh cao Đây là bài chúc đầu tiên mà thầy ông nội dành cho bé Phúc Tâm Bởi vì bé Phúc Tâm 4 tuổi lớn hơn bé Đức Tâm Đức Tâm là năm nay sinh nhật xong là bé Đức Tâm 3 tuổi thưa vị Thì cái lời bài chúc đầu tiên dành cho bé phúc tâm rất là hay đúng không ạ à? đầy đủ ý nghĩa muốn cho bé phúc tâm sau này trở thành một con người có nghĩa nhân giúp ích cho đời cho đạo một con người có cái tấm lòng coi như là thanh cao một uh, trí tệ phải nói là sáng suốt để mà nhận ra những cái việc làm mà nó tốt đẹp để giúp được cho người cho đời đúng không quý vị đó và sau đây là cái bài thơ thứ hai mà thầy ông nội dành cho bé đức tâm thì chia sẻ cho quý vị được biết với cái nội dung như sau chúc mừng sinh nhật đức tâm mừng con xứng đáng hạt mầm thiên liên ba ngọn nến sáng đẹp duyên mừng con ba tuổi con hiền con ngoan Mai này đẹp đẽ giàu sang Giàu sang đức hạnh Giàu sang nghĩa tình Chúc con sống kiếp quên mình Cứu giúp nhân loại Hy sinh hết lòng Tình thương bát ngát mênh mông Giúp đời giúp đạo Giúp trong lẫn ngoài Chúc con đẹp mãi đẹp hoài Chúc con chữ đức chữ tài sánh đôi đây là bài thơ mà thầy ông nội đã viết tặng cho bé đức tâm thì ý nghĩa của bài thơ này thầy ông nội ví ba ngọn nến cho bé đức tâm như là cái tuổi của bé đức tâm là ba tuổi thầy ông nội mong rằng sau này từ bây giờ và về sau bé đức tâm luôn luôn uh, trở thành một con người là ngoan hiền đẹp đẽ giàu sang từ bên trong và lẫn bên ngoài thưa quý vị đó hy sinh và sống hết lòng vì mọi người đem cái tình thương của mình cái tình thương bao la của mình đến với coi như là người khác đến với nhân loại đó thì những lời chúc rất là đẹp đẽ của thầy ông nội mà hiếu vừa chia sẻ trong bài thơ này thì quý vị cũng đã biết là cái tình thương yêu của các thầy dành cho các bé ở đây như thế nào đúng không ạ à? rất là bao la rất là rộng lớn và những cái ước mơ những cái hoài bão đặt chọn cho các bé để cho các bé có được một cái hành trang khi mà các bé lớn lên các bé biết thế nào là đạo thế nào là đời để có cái cống hiến có cái lối sống một cách tư duy uh, thanh cao mà À, giúp ích được cho đời đúng không quý vị giúp ích được cho người thì à, qua những gì mà thầy ông nội đã đặt hết cái tâm quyết của mình cho các bé trong những cái câu từ của bài thơ thì chúng ta cũng đã thấy thiền em là một nơi dạy trẻ một nơi à, yên bình một nơi đào tạo ra những con người sẽ có tài cho đất nước sau này đúng không quý vị nếu mà đầu tư đúng thì tất nhiên là sẽ có lợi rất là cao ở trong cái tương lai. Đó. Thì cái video hôm nay là hiếu muốn chia sẻ hai cái bài thơ này của thầy ông nội gửi tặng cho hai bé Phúc Tâm và bé Đức Tâm. Thì cái không khí của ngày hôm qua trong ngày sinh nhật thì chúng ta cũng vui lây đúng không ạ? À? bởi vì từ trước đến giờ chúng ta yêu thương thiền am là chúng ta muốn thiền am có một cái cuộc sống yên bình ấm no hạnh phúc à, mặc dù là dư luận những ai không yêu thích thì họ chỉ trích rất là nhiều nhưng mà thiền am vẫn là thiền am à, cái ly vẫn là cái ly không có thay đổi được à, trở thành cái gì đó đúng không ạ à? thì đây là một điều rất là đáng mừng và cũng mong sao từ bây giờ và mãi mãi về sau thiền am vẫn là thiền am và có được một cái cuộc sống yên bình được mọi người yêu thương đặc biệt là các bé sẽ lớn lên từng ngày và sống trong cái niềm hạnh phúc cái niềm hân hoan được mọi người chào đón và yêu mến đó thì đây là cái kỳ vọng của tất cả chúng ta khi mà chúng ta đặt niềm tin yêu thương vào thiền am đúng không quý vị thì uh, sẵn đây thì hiếu cũng ước một điều trong năm mới là Um, mọi người ở trên thế gian này ai cũng có được cái cuộc sống yên bình ấm no hạnh phúc sức khỏe dồi dào đó là cái ước muốn ước mong ước nguyện của hiếu trong năm mới nhân cái ngày sinh nhật của hai bé phúc tâm và bé đức tâm thì cũng chúc cho hai bé lúc nào cũng uh, vui vẻ an nhiên tự tại và ngoan hiền khi đi học thì sẽ chăm chỉ học giỏi hơn trở thành một con người tốt giúp ích cho đời cho đạo giống như các thầy đã dạy đó thì cái video đến đây thôi à, hôm nay thì Hiếu làm cái video này là để chia sẻ hai cái bài thơ của thầy ông nội gửi đến cho hai bé và cũng cho quý vị nghe cho quý vị biết là thầy ông nội còn minh mẫn sáng suốt như thế nào với cái tuổi 91 nha quý vị thì cũng chúc cho thầy ông nội à, từ đây và về sau lúc nào cũng an nhiên vui tươi hạnh phúc với con cháu có thật nhiều sức khỏe sống lâu trăm tuổi đó hoặc là hơn nữa để mà còn dạy dỗ như là chỉ bảo cho các thầy các bé những lời hay ý đẹp đó thì rất là cảm ơn quý vị khán giả thân yêu đã đồng hành và ủng hộ cho Hiếu Phan Vlog trong một thời gian vừa qua đã và đang ủng hộ cho Hiếu tiếp tục thì cũng rất mong là quý vị khi xem hãy để lại cho Hiếu một like, một chia sẻ để cho Hiếu mạnh mẽ hơn cũng như là đăng ký kênh, bấm chuông không bỏ lỡ những cái video mới nhất mà Hiếu tải lên cho quý vị được biết. Thì video đến đây thôi, Hiếu cũng xin tạm dừng và xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo ạ. À. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.